nhiều khi mình ngồi á, nghĩ lại á, thì nhớ à, nhưng mà đúng một cái hỏi á, quên mất. Cái kính mà mang trên mắt bà con hỏi đi tìm á, mới vừa làm sao mà thì cái kính đâu rồi, cái trên mắt trên đầu ông ơi, trước mắt cái đâu mà đi tìm, trước mắt mà tìm cũng ra đó, đó. Ông lấy đường như thế đường đưa mấy cái thơ cho ông đọc được, tại nó trên điện thoại nhỏ mắt kiểu này. Thì nhờ ở đây á, không phải nói quý vị á chịu khó một ngày có thể bỏ một buổi thôi tùng kinh mẫu và chủ lăng nghiêm, mình tùng chủ lăng nghiêm đó, mình tùng phải thật mạnh thì ma quỷ cái trược á, ma quỷ á nó đi. Ví dụ như mình gặp một cái thằng ăn trộm, nó vô nhà mình nói ê đi đi mày à, nó không đi, nhưng mà mình nói ê đi đi mày, nó đi. Thành nó quý vị mà tùng chủ lăng nghiêm đó, không ông ana lê thì sa lê bê ra bà sa ra đa ri đó, mình phải đúng mạnh á đó. Thì thành nó nhờ tùng kinh á, anh tùng chủ á, thành nó cái dòng vẫn đứng còn mạnh. Thành nó mạnh như thế này á thì ai không biết, như mà bà xã bà nói ông cứ la hoài. Thành ra quý vị và tùng chủ nhớ tùng mạnh vào, má quỷ á nó mới đi được. Cho con mình mà yếu điều thục nữ quá, nó để tưởng là mình thích nó chọc đó, nó để vô nữa đó. Cảm ơn quý vị. Đọc mấy cái sấm trang trình nữa không? Long nhĩ xà đầu thể chiến tranh là biết mấy đâu à, càng qua xứ xứ khổ đau binh, mã đời dương thức anh hùng tận, thân dậu niên lai kiến thái bình. Giải đi, tại con chỉ biết đọc, con đâu biết giải đâu. Mấy cái đó, bởi vì trong hồi như hồi nãy tôi trình bày với quý vị ở đây đó, học trò của Trần Trình, gọi là của Trần Nhỏ, mà một lần mà ngài mà xuất hiện á, ngài mà ứng cơ đó, thì ngài thường đi mời, lúc cái ngài cho mình những cái bài cơ, nhưng mà lâu rồi quên rồi. Nhưng mà ngài nói là thôi để ta đi vô, đây là nói chuyện tí, ngài đi vô trong Huế đó, ngài mời cụ Ngô Đình Diệm, bởi vì cụ Ngô Đình Diệm á bị ám sát ngày 1 tháng 11 á đó, nhưng mà cái hồn của cụ á, cái linh á, cụ vẫn tu ở chùa ở nhà thờ Phú Khang. Thành nó vô đó, cụ Trần Nhỏ mà vô mời cụ Trần Trinh mà ra từ trong Huế á, mà ra Bắc tới cụ trại tu Nam Hà mà ứng cơ đó, thì không phải là cụ Trần Nhỏ xuống vô đâu để đâu. Cụ Trần Nhỏ đứng ngoài sân thì có cái dấu hiệu gì đó, thì cụ Trần Trinh Ngô Đình Diệm ở trong kia mới nghe rồi mới ra, rồi hai người cùng ra Bắc để mà ứng cơ. Thì những cái bài cụ Diệm thì nói thì văn xuôi thôi, ngài chỉ dạy mình thôi. Thì trong đó tôi còn nhớ một câu, là chỉ có nhớ câu của cụ Diệm, cụ nói là thằng Tây, thằng Mỹ, thằng Tàu, thằng nào cũng chó chết hết. Thằng Tây, thằng Mỹ, thằng Tàu, thằng nào cũng chó chết hết. Ông bị ám sát, nó vì cái quyền lời của nó thôi, chứ nó không có thương gì cái đất nước mình. Chết mà còn chửi không dữ mà. Thì trải qua cái giai đoạn vừa qua thì mình thấy vì quyền lời của người ta thôi. Ai vì quyền lời của họ thấy nó là thôi, nó lấy cái đất nước mình Việt Nam mình, nó mua bán đổi chác vậy thôi. Ngày thu cả hết cả mấy đứa đó. Ngô Đình Diệm chết vẫn còn hăng máu hả? Không, có nhiều người á không có hiểu. Mình bữa mình nói Ngô Đình Diệm hay là Nguyễn Thiệu hay là Hồ Chí Minh, tất cả đều là trong những con chốt xã nghiệp của bề trên thôi, về tâm linh á, chứ cái thay đồ không có nhầm gì hết. Cũng giống như mình đóng kịch vậy, bữa nay đứa nào mạnh khỏe cho đóng vai đại lực sĩ, yếu cho đóng vai đâm cái nằm cái xác chết. Nghĩa là một cái cõi đời của mình á, nó chỉ là một màn kịch. Mấy ông đó cũng là một màn kịch thôi, trả lại gì hết. Nếu mình hiểu tới ngày hôm nay ngồi đây nói chuyện với Kiệt, trong mắt Kiệt là vậy, chứ không phải mình nói gì. Ông cũng là một cái
ma thôi. Hôm nay ông cũng có tới mà, ông cũng đi theo đàn binh của Hùng đi trong núi thôi. Cả ba Bác Hồ thì không được giữ đây, ông còn đang ở dưới, ông còn đang thèm thuốc lá ở địa ngục mà chưa có được đi tự do. Chỉ có ông Thiệu thì chưa được đi nữa, còn đang phỏng vấn. Còn ông Vua Bảo Đại thì là công an ở bên đó. Mình đừng có nghĩ ai mà có cái chức danh lớn mà bên kia cũng vẫn là chức danh lớn, cái đó là sai, không có. Chỉ là một đời, một như một cái phước á, họ được làm cái chức lớn rồi sau đó họ cũng trở về thôi. Còn chúng ta ngồi đây nè, có những đứa là xuống đây xả cái nghiệp trở về trời đó, cái đó mới quan trọng, lớn hơn nhiều. Nói tới bố thôi, để nhường lời là cho thái tử. Ôi, tôi xin hát một bài gọi là bài Chân Nguyên. Đây, cái bài này là một bài đào ca nha, quý vị cũng nghe không? Mình hát gọi là hát khô thôi, không có nhạc. Chân Nguyên tiếng ấy quen thân từ thuở hồng hoang. Chân Nguyên bóng dáng song sinh từ cõi địa đàng, mải mê trong chốn trần lao, chìm trong thanh sắc xôn xao. Từ ấy ta quên đường về, ta quên đường về, Chân Nguyên ơi. Tiếng chuông chùa vang vọng từ xa, sớm khuya như dục lòng ta trở về nơi quê nhà. Cuộc đời như khói như sương, mà người sao mãi vẫn vương mê lầm nên đau thương. Châm luôn má lối đi về, đuốc tuệ đường soi, tâm từ vang mãi tân năng, đường đi trời ánh nắng vàng. Trở về an trú Chân Nguyên, cuộc đời thôi hết đạo điên, tâm thường như hư không. Chân Nguyên. Ok rồi, chúng ta dọn bàn, dọn dẹp. Chút cái lò vô đây. Đón được rồi đó. Kéo này lên. Cái gì đi hả rồi? Nghe bố ca mấy gì cũng buồn ngủ thôi. Rồi có chút bột rồi. Ở chờ nãy giờ tưởng của Bạch Phương. Đây, anh coi giùm cái điện thoại em đi. Tại vì em sợ em không dám đụng vô, đụng vô lỡ mà nó bị cái gì rồi. Anh cầm bắt đầu từ đó. Phụ dọn bàn dọn nọ. Ủa nó tắt luôn rồi hả anh? Hình như nó hết pin luôn rồi đó. Không biết. Rồi cái máy em hết pin rồi đó. Hello. Vậy máy của em hết pin nãy giờ không biết. Có pin chặt nữa. Có chặt không? Có chặt. Dạ. Hello. Hết hồi nào cũng hay luôn. Tại nãy giờ em coi máy của sư phụ. Đét luôn. Đét rồi nào cũng hay. Chị để vô trong giùm em.
Lấy cái đó giờ.